Theo cập nhật mới nhất, toàn bộ các trận đấu của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2022 sẽ được phát sóng trực tiếp trên các kênh sóng của truyền hình FPT, FPT Play, VTV2, VTV5 và VTV Cần Thơ. AFF Cup 2022 sẽ diễn ra từ ngày 20 tháng 12 năm 2022 đến ngày 16 tháng 1 năm 2023 và tuyển Việt Nam sẽ gặp tuyển Lào ở trận đấu ra quân vào ngày 24 tháng 12 năm 2022. Vòng bảng AFF Cup 2022 diễn ra theo thể thức vòng tròn 5 đội. Mỗi đội được đá 2 trận trên sân nhà, 2 trận trên sân khách. Tuyển Việt Nam nằm ở bảng B cùng với các đối thủ Malaysia, Singapore, Myanmar và Lào. Thầy trò Park Hang-seo quyết tâm tận dụng triệt để lợi thế của hạt giống số 1 khi được chơi trên sân nhà trong 2 trận đấu có độ khó được đánh giá là cao hơn lần lượt gặp Malaysia và Myanmar, đồng thời có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận làm khách trên sân gặp Lào và Singapore. Theo lịch thi đấu, thầy trò ông Park Hang-seo sẽ thi đấu 2 trận trên sân nhà, gồm trận tiếp đón Malaysia vào ngày 30 tháng 12 năm 2022 và Myanmar vào ngày 5 tháng 1 năm 2023, làm khách trên sân của Lào vào ngày 24 tháng 12 năm 2022 và Singapore vào ngày 2 tháng 1 năm 2023. Giải đấu này, các cầu thủ Việt Nam quyết tâm vô địch làm quà chia tay thầy Park Hang-seo. Tuy nhiên, áp lực đối với đoàn quân áo đỏ là không nhỏ khi ở giải đấu trước, họ đã thi đấu gây thất vọng và dừng chân ở bán kết trước Thái Lan. Tại AFF Cup 2022, thể thức cũ sẽ quay trở lại. Vòng bảng sẽ diễn ra vòng tròn 5 đội, thi đấu sân nhà và sân khách để xác định hai đội dẫn đầu mỗi bảng để vào bán kết. Cả bán kết và chung kết sẽ đều diễn ra hai lượt. Luật bàn thắng sân khách, sân nhà sẽ được áp dụng kể từ bán kết. Huấn luyện viên Park Hang-seo loại 4 cầu thủ để mang sang Lào 25 cái tên chuẩn bị đá AFF Cup 2022. 4 cầu thủ bị loại gồm thủ môn Nguyễn Văn Hoàng, Sông Lam Nghệ An, hậu vệ Nguyễn Thanh Nhân, Hoàng Anh Gia Lai, tiền đạo Phạm Đình Duy, Đà Nẵng và Hà Đức Trinh, Bình Định. Cả 4 cầu thủ trên đều không cạnh tranh được với những gương mặt còn lại cả về chất lượng lẫn kinh nghiệm. Trong số 25 cầu thủ đi Lào có Nguyễn Hải Huy và Khuất Văn Khang là phương án dự phòng do Đoàn Văn Hậu và Nguyễn Hoàng Đức chưa đạt được thể trạng tốt nhất. Danh sách ban đầu đợt tập trung lần này của tuyển Việt Nam gồm 31 cầu thủ. Sau trận giao hữu thắng Borussia Dortmund 2-1 ngày 30 tháng 11, tiền vệ Nguyễn Trọng Hoàng đã nói lời giã từ đội tuyển do thể trạng không đảm bảo. Trung vệ thuộc câu lạc bộ Đà Nẵng Lưu Duy Cường cũng bị loại do không đáp ứng được chuyên môn. Huấn luyện viên Park Hang-seo quyết định giữ lại 3 thủ môn là Đặng Văn Lâm, Trần Nguyên Mạnh và Nguyễn Văn Toản. Việc Văn Toản được chọn là bất ngờ bởi anh mất vị trí chính thức vào tay Đình Triệu và không đá phút nào cho Hải Phòng ở mùa giải 2022. Những trận thi đấu gần đây của anh đều diễn ra trong màu áo đội tuyển quốc gia. Ở trận giao hữu Việt Nam thắng Dortmund 2-1 ngày 30 tháng 11, Văn Toản vẫn được xếp bắt chính và thi đấu 82 phút. Danh sách 25 cầu thủ có 4 cái tên không được tham dự trận giao hữu thắng Philippines 1-0 hôm qua 14 tháng 12 gồm Quang Hải, Đoàn Văn Hậu, Hoàng Đức và Hồ Tấn Tài. Trường hợp của Quang Hải mới hội quân cùng đội sáng nay ngày 15 tháng 12 sau chuyến bay dài từ Pháp. Văn Hậu và Hoàng Đức gặp chấn thương nhưng dự kiến trở lại vào sáng mai. Còn Tấn Tài có chuyện buồn gia đình nên không tập luyện hai buổi gần nhất. Tuy nhiên, cả 4 đều là những cầu thủ tốt bậc nhất ở vị trí của họ và gần như chắc suất đá chính khi trở lại. Tuyển Việt Nam chỉ tập ở phòng gym khách sạn vào sáng nay, ngày mai 16 tháng 12, đội tập buổi cuối tại Hà Nội trước khi di chuyển sang Lào vào sáng hôm sau, ngày 17 tháng 12. Đội có 4 ngày chuẩn bị trước khi bước vào trận ra quân gặp Lào lúc 19:30 ngày 21 tháng 12. Ở AFF Cup 2020, thầy trò Park Hang-seo từng thắng Lào 2-0 ở trận ra quân. Tiền vệ Hoàng Đức khiến nhiều người lo lắng khi không được đăng ký ở trận gặp đội tuyển Philippines vào tối ngày 14 tháng 12 vừa qua. Ở trận giao hữu quốc tế gặp đội tuyển Philippines vừa diễn ra vào tối hôm qua, tiền vệ Hoàng Đức đã không góp mặt trong danh sách đăng ký thi đấu của đội tuyển Việt Nam. Ngoài ra, các cầu thủ khác không được đăng ký thi đấu là thủ thành Nguyễn Văn Toản, Nguyễn Đình Duy, Nguyễn Thanh Nhân và Đoàn Văn Hậu. Theo đó, huấn luyện viên Park Hang-seo đã quyết định không sử dụng cùng lúc Văn Hậu và Hoàng Đức vì chấn thương trong những buổi tập gần đây. Ở buổi tập trước thêm trận đấu gặp đội tuyển Philippines tại sân vận động Hàng Đẫy, bộ đôi này chỉ có khoảng 15 phút tập với bác sĩ Choi, sau đó được yêu cầu về cabin nghỉ ngơi. May mắn thay, cả hai đều không bị thương nghiêm trọng trước khi AFF Cup 2022 diễn ra. Trước trận đấu, huấn luyện viên Park cho biết Hoàng Đức và Văn Hậu dính chấn thương nhưng mà không nặng, nhưng tôi để họ vắng mặt vì bận AFF Cup. Tôi mong rằng các cầu thủ của tôi không gặp phải chấn thương đáng tiếc nào. Điều quan trọng trên hết là các học trò lành lặn và khỏe mạnh. Với những gì đã thể hiện trong màu áo của đội tuyển quốc gia, Văn Hậu và Hoàng Đức đứng trước cơ hội rất lớn sẽ có tên trong danh sách chính thức tham dự AFF Cup 2022. Ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022, hậu vệ trái số 1 của đội tuyển Việt Nam đã vắng mặt vì chấn thương. Theo thông tin mới nhất, rạng sáng ngày 15 tháng 12,
tiền vệ Nguyễn Quang Hải đã về nước và chuẩn bị hội quân cùng đội tuyển Việt Nam. Tiền vệ sinh năm 1997 vừa mới kết thúc chuyến tập huấn tại Thụy Sĩ. Huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo cũng nhiều lần bày tỏ mong muốn OFC để Quang Hải góp mặt cho giải đấu cuối cùng của ông với bóng đá Việt Nam. Ngày 17 tháng 12, đội tuyển Việt Nam sẽ lên đường sang Lào thi đấu trận mở màn AFF Cup 2022. Theo thể thức thi đấu, thầy trò ông Park Hang-seo sẽ có hai trận trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Những chiến binh áo đỏ đặt mục tiêu cao nhất là giành ngôi đầu Đông Nam Á như một món quà để chia tay chiến lược gia người Hàn Quốc. Đoàn Văn Hậu, hậu vệ trái hàng đầu của đội tuyển Việt Nam, không thể góp mặt trong trận giao hữu với đội tuyển Philippines vào tối ngày 14 tháng 12 vì gặp chấn thương. Với việc hậu vệ Đoàn Văn Hậu không còn ở hành lang cánh trái, huấn luyện viên Park Hang-seo đưa ra đội hình có chút thay đổi. Theo đó, Nguyễn Phong Hồng Duy được xếp đá thay trong sơ đồ truyền thống 3-5-2. Đồng thời, tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức không được ra sân ở trận đấu này là do cùng lý do chấn thương như Văn Hậu. Theo đó, huấn luyện viên Park Hang-seo đã sử dụng ba trung vệ ở trận đấu này là Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Thành Trung và Đỗ Duy Mạnh. Chiến lược gia người Hàn Quốc thử nghiệm khi để trung vệ Việt Anh chơi ở vị trí tiền vệ cánh phải và đã thi đấu tròn vai. Trung vệ Việt Anh chơi ở hàng tiền vệ cùng với hậu vệ Hồng Duy, Đỗ Hồng Dũng, Nguyễn Tuấn Anh và Nguyễn Văn Quyết. Hai tiền đạo là Phạm Tuấn Hải và Nguyễn Văn Toàn. Dù thi đấu ở vị trí sở trường nhưng các cầu thủ trên đều hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đội tuyển Việt Nam gồm 6 cầu thủ Hà Nội, 3 cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai, 1 cầu thủ Viettel và thủ môn Đặng Văn Lâm của câu lạc bộ Bình Định. Ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam chỉ đăng ký 23 cầu thủ. Những cái tên không thể ra sân là thủ môn Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Đình Duy, Nguyễn Thanh Nhân, Hoàng Đức và Văn Hậu. Trước vấn đề lo ngại lộ bài trước đội tuyển Philippines, huấn luyện viên Park Hang-seo điều chỉnh một số nhân sự trong đội tuyển Việt Nam. Cụ thể, tiền đạo Phan Văn Đức và tiền đạo Nguyễn Tiến Linh hay trung vệ Quế Ngọc Hải đều phải ngồi dự bị. Nhà cầm quân người Hàn Quốc ban đầu muốn tổ chức trận đấu kín. Theo đó, đội tuyển Philippines nằm ở bảng A tại AFF Cup 2022 và chỉ khi họ vượt qua vòng bảng, họ mới có thể trở thành đối thủ tiềm năng của đội tuyển Việt Nam. Với dàn cầu thủ trẻ và một số nhân tố kỳ cựu, tân huấn luyện viên Joseph Ferre chỉ có vài ngày làm việc trước trận. Sáng ngày 15 tháng 12, Quang Hải đã đến sân bay Hà Nội sau chuyến bay từ Pháp. OFC đã đồng ý cho tiền vệ sinh năm 1997 quay trở lại Việt Nam tham dự AFF Cup 2022. Quang Hải đi chuyến bay mang số hiệu VN0018, cất cánh từ sân bay Paris, Pháp lúc 13 giờ 1 phút vào ngày 13 tháng 12. Trải qua hơn một ngày mới về đến Việt Nam. Do di chuyển nhiều nên tiền vệ người Hà Nội tỏ ra khá mệt mỏi. Anh được mẹ ra sân bay đón. Dù AFF Cup 2022 không nằm trong hệ thống thi đấu của FIFA, nhưng POFC đã gật đầu đồng ý cho anh tham dự giải đấu lần này. Trước khi về nước, Quang Hải tập luyện cùng với huấn luyện viên thể lực riêng theo giáo án của câu lạc bộ trong đợt tập huấn tại Thụy Sĩ. Vậy nên, huấn luyện viên Park Hang-seo hoàn toàn yên tâm về Quang Hải sẽ sớm hòa nhập cùng với đội tuyển Việt Nam. Có thể thấy, Quang Hải rất quan trọng với đội tuyển Việt Nam, trong khi anh chưa phải là nhân tố trụ cột tại POFC. Việc thiếu vắng tân binh người Việt Nam trong quãng thời gian tại giải hạng nhì League tiếp tục khởi tranh sau World Cup 2022 không có ảnh hưởng đến đội bóng nước Pháp. Do vừa thi đấu xong trận giao hữu gặp đội tuyển Philippines vào ngày 14 tháng 12, nên hôm nay đội tuyển Việt Nam sẽ được nghỉ. Buổi tập đầu tiên của Quang Hải với đồng đội sẽ diễn ra vào ngày 16 và 17 tháng 12. Toàn đội sẽ lên đường sang Lào chuẩn bị cho trận đấu mở màn tại vòng bảng AFF Cup 2022 vào ngày 21 tháng 12. Dù gặp đối thủ không được đánh giá cao, nhưng có thể ông Park Hang-seo có thể sẽ sử dụng đội hình mạnh nhất, trong đó có Quang Hải. Như vậy, danh sách đội tuyển Việt Nam hiện tại có 29 cầu thủ. Trước khi lên đường sang Lào, chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ chốt danh sách tuyển Việt Nam tham dự AFF Cup 2022. Sau trận thắng đội tuyển Philippines vào tối ngày 14 tháng 12, huấn luyện viên Park Hang-seo cho biết ông có trao đổi thường xuyên với Quang Hải và bảo cầu thủ này rất hào hức về tham dự AFF Cup 2022. Ông Park cũng rất cần sự đóng góp của Quang Hải trong giải đấu cuối cùng của mình trên cương vị thuyền trưởng của đội tuyển Việt Nam.